Xe hybrid hay còn có tên gọi là xe lai là dòng xe sử dụng hệ động cơ tổ hợp có sự kết hợp từ hai nguồn năng lượng trở lên, trong đó thường thấy nhất là động cơ xăng hoặc diesel kết hợp động cơ điện. Ngày nay các hãng siêu xe cũng đã áp dụng công nghệ hybrid lên những siêu phẩm mới của mình. Sự kết hợp này giúp xe có được sức mạnh lớn hơn trong khi dung tích động cơ nhỏ hơn, đồng thời lượng tiêu thụ nhiên liệu giảm và quan trọng hơn là giảm mức khí thải ra môi trường. Có thể kể đến những cái tên tiêu biểu như Porsche 918 Spyder, Ferrari LaFerrari, McLaren P1 hay Koenigsegg Regera. Sau đây hãy cùng ban biên tập trong Thế giới xe điểm qua 4 mẫu siêu xe hybrid rất đáng chú ý này. Siêu xe hybrid đầu tiên phải nhắc đến đó chính là Porsche 918 Spyder. Chiếc siêu xe này được ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm Geneva 2010 dưới dạng concept. Mẫu xe mua trần này khi đó đã tạo được nhiều bất ngờ cho người hâm mộ khi cam kết mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ ở 3 lít trên 100km và là chiếc xe mạnh nhất của Porsche. Phiên bản sản xuất được trình làng tháng 9 năm 2013 và có giá lên đến 845.000 đô la Mỹ. Xe trang bị động cơ V8 4.6 lít gắn giữa cho công suất 608 mã lực. Động cơ này kết hợp với hai động cơ điện gắn ở hai cầu xe giúp chiếc siêu xe đạt công suất tổng hợp lên đến 887 mã lực và moment xoắn hơn 800 Nm. Sức mạnh này giúp xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ sau 2,8 giây, lên 200 km/h sau 7,7 giây và 300 km/h sau 22 giây. Tiếp theo phải nhắc đến hãng siêu xe thể thao đến từ xứ sở sương mù McLaren. Tại triển lãm Geneva Motor Show 2013, McLaren đã chính thức giới thiệu McLaren P1, chiếc siêu xe với động cơ lai đầu tiên của hãng với giá bán từ 1,3 triệu đô la Mỹ. McLaren P1 có tổng công suất lên đến 916 mã lực và moment xoắn cực đại 900 Nm. Sức mạnh này có được từ sự kết hợp giữa động cơ xăng và động cơ điện. Trong đó động cơ xăng V8 Twin Turbo Shark 3.8 lít lấy từ MP4 12C có công suất lên đến 737 mã lực, moment xoắn cực đại 720 Nm. Kết hợp cùng động cơ điện trên McLaren P1 có công suất 179 mã lực. Sức mạnh này giúp xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong chưa tới 3 giây, thêm 4 giây để siêu xe này đạt tốc độ 200 km/h và mất 17 giây để tăng tốc từ 0 đến 300 km/h. Kế đến phải điểm qua chú ngựa đua đến từ nước Ý, Ferrari LaFerrari. Ferrari LaFerrari là siêu xe được sản xuất để thay thế huyền thoại Enzo. Chiếc siêu xe hybrid đầu tiên của Ferrari này được ra mắt lần đầu tiên tại Geneva Motor Show 2013 và chỉ có 499 xe được sản xuất. Mức giá dành cho Ferrari LaFerrari là hơn 1 triệu đô la Mỹ. Xe trang bị động cơ V12 6.3 lít, công suất 789 mã lực và moment xoắn 700 Nm. Kết hợp với một động cơ điện giúp siêu xe có tổng công suất 949 mã lực. Sức mạnh này khi kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp giúp xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chưa tới 3 giây. Tốc độ tối đa của xe đạt 350 km/h. Mẫu xe cuối cùng mà chúng tôi muốn đề cập đến là Koenigsegg Regera, một tân binh trong phân khúc siêu xe thể thao. Koenigsegg Regera chính thức được giới thiệu tại Geneva Motor Show 2015. Đây là chiếc siêu xe hybrid đắt đỏ nhất với giá bán lên tới 1,9 triệu đô la Mỹ. Đồng thời cũng được xem là chiếc hybrid mạnh mẽ nhất khi trang bị khối động cơ 1.520 mã lực. Cụ thể, xe được trang bị động cơ đốt trong V8 và 3 động cơ điện. Bên cạnh đó, siêu xe mạnh mẽ này còn được trang bị hệ thống dẫn động mới nhất và độc quyền của Koenigsegg. Khối động cơ hybrid của Regera sở hữu sức mạnh tổng thể 1.520 mã lực và moment xoắn ở mức 2.000 Nm. Do đó, siêu xe của Koenigsegg có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,8 giây. Trên bình diện chung, những mẫu siêu xe hybrid xem ra vẫn còn khá mới mẻ, do hiện nay các hãng siêu xe cho ra đời dòng xe này không nhiều. Và những cái tên kể trên như Porsche, Ferrari, McLaren hay Koenigsegg được xem là những hãng đi tiên phong trong phân khúc này.